Bài thực hành 6, thêm màu sắc và định dạng trang chiếu. À, các thao tác cần biết. Bài thực hành này không có thao tác mới, nên em hãy xem lại các thao tác được hướng dẫn trong bài 9. Bài này chúng ta có 3 bài tập. Đầu tiên bài tập 1. Bài tập này muốn giúp em làm quen với các thao tác tạo màu nền cho trang chiếu, nên em thực hiện thao tác này trên PowerPoint. Bài tập 2. Bài tập này muốn giúp em làm quen thao tác áp dụng mẫu định dạng của các trang nền, bài này em cũng thực hiện các thao tác trên PowerPoint. Bài tập 3. Em mở bài tập danh thắng mà em đã làm ở bài thực hành 5 để làm tiếp. Các điểm cần lưu ý khi em làm bài tập 3. Với câu yêu cầu định dạng phông chữ, trong sách là phông Times New Roman, tuy nhiên, em có thể tự chọn phông chữ cho tiêu đề. Cỡ chữ, em tự chọn, nhưng cỡ chữ phần nội dung phải từ size 28 trở lên. Màu chữ, em nên chọn màu chữ tương phản với màu nền. Vậy là đã hướng dẫn em làm 3 bài tập thực hành, nếu còn gì cần hỏi, em hãy vào group để hỏi nhé. Dặn dò, em ghi lại các phần cần nhớ trong bài thực hành 6, nộp bài thực hành 6, hạn cuối nộp bài thứ 7, ngày 9 tháng 5. Em xem kỹ phần, lưu ý trong bài chép, để nộp cho đúng, chuẩn bị, bài 10, thêm hình ảnh vào trang chiếu.